Mòi khô tuy là món ăn giá rẻ nhưng lại rất thơm ngon, có thể chế biến được thành nhiều món ăn hấp dẫn, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe. Mòi biển hay còn được gọi là tép biển hay rút, có hình dạng giống con tôm nhưng kích thước thì nhỏ hơn nhiều lần và không có càng. Để bảo quản và dùng được lâu, người ta thường phơi khô để cất trữ. Do có vị ngọt, mềm, thơm ngon, rất giàu canxi nên mòi biển được dùng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước ven biển. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, mòi biển khô được xem là một trong những món không thể thiếu trong bếp của mỗi gia đình vì tính hữu dụng và giá trị dinh dưỡng tuyệt vời. Ở Việt Nam, mòi biển khô là món ăn dân dã, rẻ tiền, có thể chế biến thành nhiều món như mòi rang khế chua, mòi khô rang với dứa, mòi khô rang giòn, mòi khô rim với tóp mỡ, bí xào với mòi khô. Theo nghiên cứu tham khảo, thành phần dinh dưỡng có trong 100g mòi mang lại như sau: năng lượng 269 kcal, đạm 59.8g, tinh bột 700 mg, canxi 2 mg, tro 13.5g, sắt 5.5 mg, nước 20.4g, chất béo 3g, phốt pho 605 mg, vitamin phương pháp 2.5g, vitamin B2 100 mcg. Dưới góc nhìn của các chuyên gia, đây là món ăn giúp bổ sung chất dinh dưỡng quan trọng và cần thiết cho cơ thể, đặc biệt đối với trẻ em trong giai đoạn phát triển. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể hoạt động mạnh, việc bổ sung canxi bằng cách ăn nhiều mòi là việc không thể thiếu. Tác dụng của mòi biển khô đối với sức khỏe. Bổ sung nguồn canxi dồi dào. Thường xuyên ăn mòi biển khô có thể ngăn ngừa chứng loãng xương do thiếu canxi. Ở trẻ em và người cao tuổi, nên tạo thói quen ăn canh cho thêm một nắm mòi vào để tăng cường sự thèm ăn và nâng cao thể lực. Tốt cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai những tháng cuối kỳ là giai đoạn quan trọng của sự phát triển xương của thai nhi, răng và phát triển hệ thần kinh. Vì vậy, ăn một lượng mòi vừa đủ hàng ngày có thể giúp chị em phụ nữ mang thai bổ sung canxi, phòng ngừa loãng xương thai kỳ, co giật, giảm canxi máu, mệt mỏi, hội chứng tăng huyết áp do thai kỳ, sinh non và nghẽn mạch hoặc thai nhi thiếu cân. Bảo vệ tim mạch. Mòi biển rất giàu magie. Magie đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động của tim, có thể bảo vệ hệ thống tim mạch, làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, tăng huyết áp và có vai trò nhất định trong việc phòng ngừa chứng nhồi máu cơ tim. Giảm chứng suy nhược thần kinh. Mòi biển khô có tác dụng làm dịu tâm trạng, thường được sử dụng để điều trị suy nhược thần kinh, rối loạn chức năng tự trị và các triệu chứng liên quan khác. Ba lưu ý cần tránh khi ăn mòi biển. Không nên ăn mòi biển sấy khô với táo tàu đỏ vì có thể gây khó tiêu, khó hấp thụ dinh dưỡng. Không nên ăn với rau bina, cải chân vịt vì có thể ảnh hưởng đến việc hấp thụ canxi, do đây là hai loại thực phẩm có lượng canxi cao. Không nên ăn cùng đậu nành, vì đậu nành có chứa anti-gypsin và thrombin, có thể dẫn đến chứng khó tiêu,